Ở trong video này mình sẽ cho các bạn 5 lý do tại sao các bạn nên mua phần mềm bản quyền. Ở đây là Photoshop và Lumina. Rồi, nếu đây là lần đầu anh đến với kênh của mình, hãy nhấn nút like, nút đăng ký, nút subscribe đó và nhấn nút chuông thông báo nhé. Bởi vì nó miễn phí và nếu các bạn ủng hộ mình thì đơn giản, cách đó là đơn giản mà, miễn phí mà. Ok, thì trong video này có nhiều bạn nhắn tin hỏi mình là sau kỳ này mình làm những cái video mà mình nói anh em mà tại sao cứ phải kiểu như là dụ anh em mua bản quyền á, anh có được gì không hay là như nào. Thì ở trong video này thì mình sẽ nói sơ qua là lý do tại sao các bạn nên mua bản quyền. Tất nhiên mình biết có nhiều anh em cũng đã hiểu lý do tại sao cần mua bản quyền rồi. Nhưng mà vì những cái lý do ví dụ như là anh em không chuyên hoặc là anh em chỉ muốn dùng chơi kiểu cả tuần mở lên được 1-2 lần kiểu thế, mở phần mềm lên 1-2 lần thì các bạn không cần mua. Tuy nhiên nếu như các bạn sử dụng thường xuyên, ví dụ như là những bạn học về ngành đồ họa hoặc là những bạn làm nghề, ví dụ như là nghề ảnh cưới hoặc là nghề design kiểu như thế, các bạn sử dụng rất thường xuyên, ví dụ một ngày phải mở lên vài lần bởi vì đó là công việc của các bạn chẳng hạn như vậy. Ví dụ như là mình, một ngày mình quay tốt thì mình cũng cần phải sử dụng Photoshop, Lightroom, Lumina các thứ ha. Thì ok, ta vô luôn ha. Cái lý do đầu tiên á là các bạn sẽ có được đầy đủ tính năng của phần mềm. Và một cái nữa đó là các bạn muốn làm cái gì nó cũng rất là đơn giản. Ví dụ như là các bạn muốn cài phần mềm đi. Đối với cài phần mềm, nếu như các bạn sử dụng là bẻ khóa, phần mềm bẻ khóa và các bạn muốn cài Photoshop đi, các bạn sẽ phải lên Google search rồi đủ các thứ, rồi hướng dẫn cách cài, rồi phải tắt mạng, rồi phải phải thế này, phải thế nọ, thế chai, rồi phải tắt cả cái những cái phần mềm quét virus nữa thì chúng ta mới cài được, đúng không? Thì với phần mềm bản quyền rất là đơn giản. Đây các bạn thể thấy là mình chỉ cần mở cái Creative Cloud này, một cái phần mềm để mình quản lý những cái phần mềm Adobe thôi. Mình chỉ việc click một install. Ví dụ như đây mình đang muốn cài phiên bản cài Photoshop đi, mình chỉ click duy nhất một nút install và bắt đầu nó waiting và nó tự động nó tải, nó tự động nó cài và hoàn thiện luôn. Mình chỉ việc click một cái và mình chờ thôi, cảm giác như kiểu là các bạn tải cái app ở trên điện thoại vậy đó. Các bạn chỉ việc click một cái và chờ, đó nó tự động nó cài luôn này. Và các bạn sẽ thấy nó rất là nhanh, nó rất rất là nhanh. Và cái đó là cái mà một cái lợi rất là lớn khi mà các bạn làm việc. Ví dụ như là các bạn cần cài lại phần mềm, hoặc là các bạn cảm thấy phiên bản mới nhất này các bạn cảm thấy không ổn đi, something else. Đó, mình yes. Rồi, bây giờ mình muốn cài một phiên bản khác chẳng như vậy, thì các bạn có thể click vô và chọn Older Version. Và đây chúng ta có thể chọn những phiên bản cũ hơn, thấp hơn. Ví dụ như là phiên bản mới nhất bây giờ là 22.5.1 đi, giờ mình cài 21.2 thôi. Đó, mình bấm install nó cũng tự động nó cài. Và bấm đó, xong. Thì nó đơn giản, nó sẽ chạy tải nó cài cho mình. Các bạn thể thấy nó rất là đơn giản ha. Thì cái gói Photoshop Adobe mà mình đang sử dụng thì đây, mình có thể lên trang adobe.com mình quản lý ha. Và các bạn sẽ thấy cái gói mình đang sử dụng là có giá là $10 một tháng. $10 một tháng này nó sẽ bao gồm những cái phần mềm sau này. Nó sẽ bao gồm cả Photoshop này, Lightroom này, Lightroom Classic này, Photoshop trên iPad này, Lightroom Mobile này, Adobe Bridge này, Mobile thì mình có Lightroom Mobile này, và mình có 20GB lưu cloud, có Adobe Phone nữa này, toàn bộ những phone ở trên của Adobe thì mình có hết. Thì đó, có $10 một tháng để mua được phần mềm Adobe ở Việt Nam các bạn có thể mua được rồi ha. Các bạn có thể lên trang là Adobe, lên trang bit.ly, bit.ly xuyệt mua bản quyền Adobe đó. Các bạn vào link đó hay là cái link affiliate của mình thì các bạn sẽ mua được bằng cái thẻ tín dụng hoặc là thẻ Visa, thẻ Mastercard của các bạn ở Việt Nam, miễn là có đăng ký thanh toán quốc tế và các bạn có thể thanh toán được luôn. Chỉ có $10 một tháng, $10 một tháng thì nó sẽ loanh quanh khoảng cỡ 200 mấy một tháng, nếu ngang bằng với lại giá internet thôi, trong khi cái đó là cái phần mềm mà các bạn làm việc hàng ngày. Các bạn có thể thấy là khi tải như vậy á thì cái quá trình mà các bạn tải, cái quá trình các bạn sử dụng và tính năng nó hoàn toàn cực kỳ đầy đủ luôn ha, nó không bị lược đi. Tại vì những cái phần mềm mà các bạn là phần mềm bẻ khóa các bạn tải trên mạng á, đôi lúc nó sẽ có những cái phiên bản như kiểu portable kiểu như vậy, nó sẽ lược bớt tính năng đi cho nó nhẹ kiểu như thế, thì nó sẽ không có những cái tính năng mà các bạn cần ha. Ví dụ có nhiều phiên bản mà nó không cho cài plugin, không cho sử dụng camera raw kiểu như thế ha.
Thì đó thì đó là cái vấn đề ha. Rồi, cái lý do thứ hai nữa là nó cho các bạn được cập nhật rất là đầy đủ và luôn luôn mới nhất. Các bạn sẽ luôn luôn có những cái phần mềm mới nhất. Ha, ví dụ như là Photoshop đi thì mới vừa rồi nó ra phiên bản là có cái Sky Enhance đó, cái gọi là cái thay nền trời đó, phiên bản mới nhất là 22.5.1. Cái phiên bản này là từ mới cập nhật ngày hôm qua hôm kia thì phải. Mới nhất á, là 22.5.1 là khoảng ngày hôm kia, mình nhớ không nhầm ngày hôm kia. Đó thì mới nhất bây giờ mình có thể cài luôn. Không vấn đề gì cả. Các bạn có thể thấy là cái quá trình mình sử dụng rất là ok ha. Đây, ví dụ nó sẽ xác định luôn là cái phiên bản Photoshop này nó có hoạt động được với cái máy tính này không. Nếu không được thì nó sẽ tự động nó gợi ý cho các bạn là sử dụng phiên bản thấp hơn, ví dụ 2020 kiểu như thế ha. Miễn là sao để các bạn sử dụng được, và các bạn có thể thấy nó loanh quanh có 200 đô à. Còn hai 10 đô có 200 nghìn một tháng thôi. Adobe thì nó trả theo tháng, còn Lumina đây, Lumina mình có thể sign in vô cái phần mà quản lý cái tài khoản của mình hả. Lumina thì nó rẻ hơn, nó 69 đô nếu các bạn sử dụng cái gì rồi nhỉ, cái mã giảm giá HP Photoshop của mình ha. Nếu sử dụng cái mã giảm giá của mình thì các bạn sẽ giảm xuống là 79 đô ở thời điểm hiện tại nha. Lumina AI thì nó giảm xuống 79 còn là 69 đô, là khoảng cỡ 1 triệu 6. 1 triệu 6 để các bạn mua một cái phần mềm thì nó quá rẻ. Mua Lumina thì các bạn sử dụng vĩnh viễn nha, các bạn mua vĩnh viễn. Lumina là vĩnh viễn, còn Adobe thì nó trả theo tháng. Hai cái nó khác nhau. Thì nó là cơ bản thì nó cũng như vậy thôi ha. Mình biết đang bị lag hay sao đó. Đây, mình đăng nhập vô rồi, My Software này. Đó ở đây thì mình có thể quản lý được. Đây là cái phần mềm mình đang có này, là Lumina AI. Có thể sử dụng được 1 tới 5 thiết bị, 5 thiết bị cùng lúc ha. Ví dụ các bạn mua cái phiên bản mà 69 đô thì nó sẽ là một thiết bị cùng lúc. Có nghĩa là các bạn cái máy này các bạn đang dùng rồi đúng không? Các bạn có một cái máy ở trên cơ quan thì các bạn có thể ở lúc mà bạn ở nhà các bạn có thể đăng nhập vô. Tại vì nó bản quyền là bản quyền theo tài khoản nha. Cả Adobe cũng vậy hoặc Lumina cũng vậy, nó bản quyền theo tài khoản. Thành ra ví dụ như là Adobe thì các bạn có thể sử dụng được 3 thiết bị cùng lúc. Còn Lumina thì nó sẽ là một thiết bị cùng lúc, có nghĩa là buổi tối các bạn làm việc ở nhà, các bạn đăng nhập cái tài khoản bản quyền của các bạn vô cái máy tính của các bạn thì máy đó sử dụng được bản quyền. Sau đó buổi sáng các bạn tới cơ quan, các bạn lại login vô thì cái máy ở nhà nó tự động log out ra thôi. Và cái máy trên cơ quan của các bạn nó sẽ có bản quyền, nó đi theo tài khoản là vậy đó. Thì nó sẽ ok hơn và các bạn có thể thấy nó rất là tiện ha. Rồi. Bản cập nhật thì cũng vậy thôi, Lumina cũng thường xuyên có những bản cập nhật ha. Rồi, cái thứ ba, lý do thứ ba đó là nó có phần hỗ trợ. Có cái phần help center, ví dụ như là mình cũng đã có một vài lần mình nhắn tin cho bên call center hỗ trợ của bên Adobe về những cái lý do, như ví dụ như là những cái lỗi đây, ví dụ mình có thể nhắn tin cho support của Adobe ha, các bạn có thể chat một vài câu thôi là người ta sẽ có. Lúc đầu thì nó sẽ là virtual assistant, có nghĩa là trợ lý ảo, nhưng mà các bạn chat một vài, ví dụ một vài lý do mình đang cần cái gì, các bạn có thể sử dụng Google Translate cũng được để nhắn tin với lại người ta để người ta hỗ trợ bạn. Và các bạn sử dụng Google Translate để nói cho người ta biết là các bạn đang gặp vấn đề gì, thì người ta sẽ sử dụng một cái phần mềm điều khiển từ xa giống như kiểu TeamView để người ta hỗ trợ bạn luôn ha. Thì các bạn có thể thấy là nó rất là ok ở cái chuyện là được hỗ trợ. Và một phần nữa đặc biệt, ví dụ như là anh em làm studio hoặc là công ty lớn chẳng hạn như vậy, thì những cái vấn đề hỗ trợ này này là những cái vấn đề mà nó có thể gây phiền phức cho anh em. Ví dụ một ngày làm việc của anh em là bao nhiêu tiền rồi mà tự nhiên phần mềm có vấn đề một cái là lại phải gọi IT, rồi lại phải đem máy đi sửa thì nó hết mẹ nó nguyên một buổi. Thì các bạn hình dung được nó sẽ tốn bao nhiêu tiền không? Thì đó là một số cái lý do. Rồi, cái thứ tư đó là không bị virus. Ha, tại vì những cái phần mềm bản quyền mà nó được cờ rắc, được 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 bẻ khóa thì đa phần nó sẽ có bắt nguồn từ Trung Quốc này và từ Nga, hai cường quốc về bẻ khóa. Thì những có rất là nhiều trường hợp và rất là nhiều vấn đề đó là người ta hay chèn những cái malware rồi những cái code. Mới một một vài tháng vừa rồi có cái kiểu là cái code nó đào đào Bitcoin kiểu như vậy, nó cài vô những cái phần mềm mà các bạn tải về, hoặc là những cái phần mềm, những cái virus mà nó tự động nó mã hóa toàn bộ file ở trên máy tính của các bạn đó. Các bạn chắc các bạn đã từng biết những cái trường hợp kiểu như vậy rồi, nó mã hóa toàn bộ file của các bạn luôn, toàn bộ hình ảnh của khách hàng của các bạn luôn, các bạn không thể mở được, không thể chỉnh được, không thể sửa được.
thì lúc đó các bạn sẽ phải nhả tiền ra cho nó hoặc là chấp nhận là mất hết. Thì những cái phần mềm crack, phần mềm thuốc là nó gặp vấn đề như vậy ha, và bị một cái là muốn cài được những phần mềm đó thì bắt buộc, đa phần bắt buộc là phải tắt cái phần mềm chặn virus đi, ví dụ như là nó kiểu như thế, như Sky Sky này, rồi những cái phần mềm kiểu BKAV hay là của Windows thì nó có cái Windows Defender, nó yêu cầu phải tắt hết đi thì chúng ta mới cài được. Nếu như các bạn tìm được nguồn cài ok thì không vấn đề gì, nhưng mà những cái nguồn cài mà nó không vô tình thôi, tất nhiên internet thì nó nhiều vấn đề lắm, thành ra là người ta có thể chèn những cái code malware kiểu như thế hoặc là virus vô cái máy của các bạn thì hậu quả là khôn lường. Nếu như các bạn làm nghề thì những cái file của các bạn, những cái data của các bạn nó là vô giá. Cho nên là nếu được thì hãy bỏ 200 nghìn một tháng để mua Adobe ví dụ như vậy. Hoặc những phần mềm khác thì nó mắc hơn chút, ví dụ như là 25 đô là một phần mềm kiểu như thế. Các bạn chuyên sử dụng phần mềm nào thì mua phần mềm đó ha. Rồi, cái lý do cuối cùng đó là ủng hộ cho nhà sản xuất. À, mình biết cái lý do này nó có thể nó sẽ hơi gọi là gì, nó hơi 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 gây nhiều tranh cãi, là bởi vì có nhiều anh em nói với mình là có nhiều người thì người ta chưa đủ điều kiện mua thì người ta cứ dùng thôi kiểu như thế, thì ok, thì tất nhiên là mình cũng không có nói cái chuyện đúng sai là anh em sử dụng crack hay là sử dụng bản quyền thì cái nào đúng cái nào sai, hay mình không có phán xét anh em chuyện đó. Nếu như anh em sử dụng gọi là bán chuyên thôi, hoặc là sử dụng cơ bản thôi, cả tuần mở một vài lần kiểu như thế, thì hoặc là các bạn sử dụng chơi thôi thì nó không phải là vấn đề, bởi vì nó chẳng ảnh hưởng tới ai ha. Còn những cái bạn làm nghề á thì mình nói thật, nếu như ai đó sử dụng hình của các bạn chụp để mà người ta đem hình các bạn đi bán, hoặc là sử dụng hình của các bạn để làm ra tiền, hoặc là sử dụng những cái thiết kế của bạn để làm ra tiền, các bạn có tức không? Thì đặt mình ở trong cái vị trí của người sản xuất. Mình làm việc với team Skylum này khá là nhiều, bởi vì mình cùng họ hỗ trợ để mà kinh doanh sản phẩm, hoặc là PR các sản phẩm ha, hoặc là Adobe mình cũng có liên kết để mà mình kinh doanh sản phẩm hoặc là PR sản phẩm luôn. Thì mình hiểu cái nhiệt huyết của họ khi mà mình tham gia vô những cái buổi mà họp của họ, thì mình cũng được tham gia và mình cũng nghe hết những cái buổi thuyết trình của họ. Ví dụ như là sắp tới con Lumina Neo hay Lumina Neo đây, thì sắp tới là ra cái này, thì hiện tại là người ta cũng có rất là nhiều cái buổi họp để người ta mô tả về những cái gì người ta đang làm cho team của những cái người gọi là những cái người mà người ta hợp tác, ví dụ như là mình ha, để nắm rõ được những cái gì mà công ty đang làm. Thì qua cái quá trình như vậy thì các bạn sẽ hình dung được là ở cái máu lửa của người ta tới đâu, và mình cũng hiểu được cái giá trị người ta tạo ra nó như thế nào. Và tự nhiên mình đi xài Carac thì nó cũng hơi buồn cười, tự nhiên mình nghĩ tới thôi, mình nói như vậy thôi chứ mình không có ý gì nói anh em là sai hay là đúng gì nhá, mình chỉ nói như vậy thôi. Thì đối với Adobe á, Lumina thì mình liên kết với họ để mà mình hỗ trợ họ bán hàng ha. Còn Adobe thì các bạn để ý là từ cái khoảng cỡ đầu năm nay thôi thì Adobe mới chính thức bán ở Việt Nam, và đặc biệt là qua cái link của mình bit.ly xuyệt mua bản quyền Adobe. Chứ còn trước đây á, thì Adobe người ta không có bán cho ở Việt Nam. Các bạn có đăng ký, các bạn có sử dụng cái thẻ gọi là ngon lành đi nữa ha, mà các bạn không đổi IP ra nước ngoài á, thì chỉ sau một ngày thôi người ta từ chối cái đơn hàng của các bạn liền. Nhưng mà bởi vì mình nhắn tin cho họ, ở đây mình không có tự cao hay là mình nói gì nha, nhưng mà bởi vì mình nhắn tin cho họ và mình thuyết phục họ là bây giờ cho phép mình giới thiệu bán cái phần mềm của anh cho người Việt Nam đi, và anh sẽ thấy người ta mua nhiều bởi vì người ta ủng hộ nhiều, và thực tế là người ta mua nhiều thật, hay bởi vì mình có công cụ đo lường là anh em nào mua qua cái link của mình á để mình biết. Thì lúc đó Adobe người ta mới mở cổng ra cho Việt Nam, cho người dân Việt Nam mình mua. Thành ra là cái mình tin là cái cách nhìn của Adobe đối với người Việt Nam mình đã khác hồi xưa rồi, và nó rất là tốt, nó rất là tốt, nó văn minh, nó tử tế, nó đàng hoàng. Và đó thì đó là cái lý do mà mình nghĩ là anh em nếu có điều kiện hoặc anh em làm nghề thì nên mua ha. Lumina Neo thì ở đây mình Lumina chứ Lumina chung thôi. Ở đây thì mình có hỗ trợ anh em mua cái bản quyền, ví dụ như là bạn Mạnh Tuấn thì bạn có vừa nhờ mình mua, thì ví dụ như là mình có thể đây ví dụ mình ví dụ như là anh em cần mua giúp chẳng hạn như vậy thì mình có thể mua giúp anh em được ha, có thể mua giúp anh em được. Đó, anh em có thể vào cái link của mình đây, ví dụ như là các bạn sẽ search lên Lumina chẳng hạn như vậy thì nó sẽ ra cái web của mình thôi. À, các bạn có thể lên Google search là Lumina. Đó, các bạn vô cái link của mình này. Đó, ở đây thì các bạn đăng ký mua, hoặc là các bạn có thể tải về dùng thử, nhấn free download tải về dùng thử, hoặc là đăng ký mua ở đây này.
Đó. Rồi, đăng ký mua ở đây thì nếu như trường hợp anh em tự mua thì em có thể sử dụng cái card visit, card visa, thẻ visa đó, để anh em mua. Ví dụ ở đây là các bạn có thể mua Master 99 đô Lumina này, hoặc là đây mua bản sử dụng một máy thôi ha, một máy cùng lúc nha. Thì có nghĩa là anh em đăng nhập vô máy nào á, thì tất cả những cái máy đăng nhập trước đó nó log out ra. Đại khái là trong một thời điểm chỉ có một máy là có log in cái tài khoản của anh em thôi. Đó, anh em nhấn mua này, cái pay with card này. Rồi bây giờ các bạn có thể nhập cái mã giảm giá của mình vô để các bạn giảm thêm 10 đô. Sau này ở thời điểm các bạn đang coi video này, nếu ở tương lai thì nó sẽ là Lumina Neo, Lumina gì đó. Các bạn thể nhập cái promotion code là HP Photoshop này. Đó, nhấn apply một cái nó sẽ trừ anh em đi 10 đô, làm ta còn 69 đô. 69 đô thì nó loanh quanh khoảng cỡ bao nhiêu nhỉ? 1 triệu mấy? 1 triệu 6, Mạnh Tuấn này. Tuấn, mình ghi không dấu đi hả? Tuấn Mạnh ha. Đây là mình mua dùm anh em, cho nên là mình nhấn Give Purchase nha. Còn nếu anh em tự mua thì em cứ để thông tin như vậy thôi. Give Purchase, mình để là Tuấn Nis ha. Mua giúp từ HP Photoshop đó, kiểu vậy. Xong rồi anh em điền cái thông tin thẻ của anh em vô đây. Mình xin phép mình che cái phần thông tin thẻ này lại nhé. Đó, tự động thêm rồi. Ok rồi. First name. Điền cái thông tin của anh em vô đây thôi. Đó, tên họ. Xong rồi anh em nhấn cái nút pay này. Đó, tự động nó sẽ trạc và nó sẽ trạc tiền, nó sẽ tính tiền và nó tự động nó gửi cái app này vào link cho anh em. Ở trong đó nó sẽ có cái đường link tải và cái tài khoản, cái link để anh em tạo cái tài khoản nếu anh em chưa có tài khoản trên Skyrim. Và cái tài khoản đó dựa trên email của anh em đó, ha, cái link Sankey này, bao gồm link Sankey này và download link này để anh em có thể kích hoạt cái bản quyền của anh em ha. Thì rất đơn giản, nó là như vậy thôi. Thì đó, lúc đó thì tài khoản của anh em nó sẽ có bản quyền ha. Và như mình nói rồi, cái đây là một cái chuyện nó gọi là tử tế, thành ra là nếu anh em có thể mua được thì cứ mua ha, nếu anh em có thể ủng hộ được thì hãy ủng hộ, bởi vì cái giá của nó rẻ. Hiện tại ví dụ như là cái phần mềm Lumina AI này đi, nó có rất là nhiều tính năng. Adobe hoặc là Lightroom cũng vậy thôi. Thì Lumina nó có rất là nhiều tính năng hoàn toàn tự động và người ta bỏ công code ra và các bạn mua vĩnh viễn mà giá nó chỉ có khoảng 1 triệu 6 ở thời điểm hiện tại nha, là tháng 9 2021 nha, là 1 triệu 6 để các bạn mua vĩnh viễn một phần mềm hiện đại mà tự động từ A tới Z luôn. Và nói sao ta, đối với mình nó rất là rẻ, bởi vì nếu các bạn so với lại những cái panel Photoshop ở trên mạng các bạn mua thì nó sẽ loanh quanh khoảng cỡ 1 triệu mấy, 2 triệu là bình thường ha. Thì với một phần mềm hoành tráng như thế này các bạn mua vĩnh viễn chỉ có 1 triệu 6 thì nó không phải là lý do để anh em có thể nói là anh em không có kiểu thế. Nhưng anh em làm nghề đó, anh em làm nghề đó thì không thể nào nói cái chuyện là chúng ta không có tiền để chúng ta mua được, bởi vì các bạn đang tạo ra tiền từ phần mềm của họ. Thì cái chuyện các bạn bỏ một chút để các bạn trả trả tiền lại cho họ là chuyện hiển nhiên. Ok ha, thì mình chỉ đơn giản mình giải thích cho em những lý do tại sao anh em nên mua và cái cách mua thì nó như thế nào thôi. Còn lại cái chuyện mua hay không thì tùy anh em, mình không phán xét đúng sai, mình cũng không phán xét anh em là làm như vậy là đúng hay sai, là sử dụng crack hay là sử dụng bản quyền thì là đúng hay là sai, cái nào đúng cái nào sai, kiểu như thế. Mình không nói tới và cũng mong anh em không có tranh luận cái chuyện đúng sai ở dưới cái phần comment chi cho nó mất thời gian. Quan điểm mỗi người mỗi khác. Tuy nhiên là nếu như làm nghề, mình khuyên thật anh em nên mua. Ok ha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn vào video sau, và nếu như ở video sau các bạn muốn mình làm về vấn đề gì hãy comment phía dưới và đừng quên để lại like, comment mình biết ha. Bye bye. Và subscribe nữa.